Tại sao Đại Bồ Tát vì cứu độ vô lượng vô số hữu tình mà siêng năng tu tập hơn trăm ngàn hạnh khổ khó hành, thọ nhận vô lượng khổ lớn khó nhẫn? Tại sao Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại chuyển pháp luân vi diệu để cứu độ hữu tình? Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, không phải đối với pháp vô sanh mà tôi chấp nhận có nghiệp phiền não của dị sanh thừa, phải qua lại trong sáu đường, chịu sự thọ sanh sai khác. Không phải đối với pháp vô sanh mà tôi chấp nhận có người nhập vào thánh đế hiện quán. Không phải đối với pháp vô sanh mà tôi chấp nhận có dự lưu đắc quả dự lưu cho đến có độc giác đắc quả độc giác Bồ Đề. Không phải đối với pháp vô sanh mà tôi chấp nhận có Đại Bồ Tát vì đắc trí nhất thiết tướng mà siêng năng tu học để lần lượt chứng đắc năm loại Bồ Đề. Không phải đối với pháp vô sanh mà tôi chấp nhận có dự lưu vì quả dự lưu mà siêng năng tu tập chân đạo để vĩnh viễn chấm dứt ba phần kiết sử, cho đến có độc giác vì độc giác Bồ Đề mà siêng năng tu tập pháp duyên khỏi để tự giác ngộ. Không phải đối với pháp vô sanh mà tôi chấp nhận có Đại Bồ Tát vì cứu độ vô lượng vô biên hữu tình mà tu tập hơn trăm ngàn hạnh khổ khó hành, thọ nhận vô lượng khổ lớn khó nhẫn. Các Đại Bồ Tát tuy vì loài hữu tình tu vô lượng hạnh khổ khó hành, nhưng trong lúc đó không bao giờ vọng tưởng về khổ hạnh. Vì sao? Vì nếu ở trong khổ hạnh mà vọng tưởng về khổ hạnh, thì hoàn toàn không thể vì vô lượng vô số vô biên hữu tình mà làm lợi ích lớn. Tất cả chúng Đại Bồ Tát chỉ dùng vô sở đắc làm phương tiện. Đối với các hữu tình tưởng như cha, mẹ, anh em, vợ con và chính mình, vì cứu độ họ nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, có thể làm lợi ích lớn cho vô lượng vô số vô biên hữu tình. Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát nào khởi ý niệm như vậy, như tự tánh ta đối với tất cả pháp, dùng tất cả loại với tất cả nơi tất cả thời, chỉ cầu điều bất khả đắc. Các pháp trong ngoài cũng lại như vậy, hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc. Nếu chủ ý tưởng này liền không thấy có hạnh khổ khó hành, do đó có thể vì vô lượng vô số vô biên hữu tình tu hơn trăm ngàn hạnh khổ khó hành và làm lợi ích lớn. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đối với tất cả pháp, tất cả hữu tình, dùng tất cả loại với tất cả nơi tất cả thời, chỉ cầu điều bất khả đắc, cho nên không bị chấp trước với sự việc ấy. Xá Lợi Tử, không phải đối với pháp vô sanh kia mà tôi chấp nhận có Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc vô thượng Bồ Đề, truyền pháp luân vi diệu cứu độ hữu tình. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tất cả các pháp, tất cả hữu tình hoàn toàn vô sở hữu bất khả đắc, nên không có chứng, không có cứu độ và không có người chứng, không có người được cứu độ. Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ Thiện Hiện, ý tôn giả thế nào? Chẳng lẽ vì chấp thuận pháp sanh nên chứng pháp sanh, hay vì chấp thuận pháp vô sanh nên chứng pháp vô sanh? Thiện Hiện đáp: Tôi không chấp thuận pháp sanh để chứng pháp sanh, cũng không chấp thuận pháp vô sanh để chứng pháp vô sanh. Xá Lợi Tử lại hỏi: Ý tôn giả thế nào? Chẳng lẽ vì chấp thuận pháp sanh nên chứng pháp vô sanh, hay vì chấp thuận pháp vô sanh nên chứng pháp sanh? Thiện Hiện đáp: Tôi cũng không chấp thuận pháp sanh để chứng pháp vô sanh, cũng không chấp thuận pháp vô sanh để chứng pháp sanh. Xá Lợi Tử hỏi: Nếu như vậy thì lẽ nào không có chứng đắc, không có hiện quán ư? Thiện Hiện đáp: Tuy có chứng đắc, có hiện quán,